Xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 8 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kilogram và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp của ngày hôm nay, những cái giò lan chơi hoa Tết hoa xuân cực kỳ là đẹp, những cái tác phẩm rất là tuyệt vời với cái giá rất là yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan sơn thủy tiên nhé. Cái dòng sơn thủy tiên ạ. Cái hàng thì cắt tỉa rất là kỹ luôn và xanh mướt, thân căng nù đẹp như thế này. Cái dòng lan có thể nói là gần như chịu nắng 100% luôn. Với những chùm hoa cánh sáp bóng rất là dày bông đẹp, thơm. Em bán với giá là 170.000 trong 1 kg thôi. Và cái dòng sơn thủy tiên thì hiếm khi mà có giá dưới 180 của chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì cái lô hàng hôm nay thì em nhận được cái ưu đãi khi mà mua hàng. Và chính vì vậy mà cái lô hàng được giảm giá so với những lô trước. Giá có 170 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy thân lá rất là giống với cả sơn thủy tiên đúng không ạ? Nó không khác gì luôn. Tuy nhiên là cái dòng hoàng lạp thì hoa của nó sẽ có phần là cánh nó sẽ thưa hơn và mỏng hơn so với cái dòng sơn thủy tiên nhá. Cũng kiểu hoa như vậy nhưng mà nó sẽ không dày bông như là dòng sơn thủy tiên, đó là hoàng lạp. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg thôi. Sau bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này thì người ta có thể kích hoa để nó nở vào đúng thời điểm Tết với những chùm hoa như những chiếc đèn lồng rất là đẹp luôn. Em bán là 220.000 cho 1 kg dòng kiều vuông cánh trắng nhé. Và sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hàng thì cắt tỉa rất là kỹ luôn và tất cả những cái thân la thân này thì gần như là sẽ là những cái thân hoa để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa Tết. Một trong những cái mặt bông đẹp xuất sắc nhất trong tất cả những cái mặt bông, to và đẹp nhất trong tất cả những mặt hoa mà lại còn nở đúng vào thời điểm Tết nữa cô chú anh chị nhé. Cây hiện tại thì đã thắt hết ngọn rồi, đứng hết ngọn rồi như thế này cô chú anh chị này. Và mầm gốc thì thậm chí chí hiện tại đã đang chuẩn bị lên rồi. Đó, nên là cái tầm bây giờ cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái giò u lồi để chơi hoa một mùa Tết trọn vẹn nhất nhá. Bây giờ cũng vài tháng nữa thôi là bắt đầu là sẽ hình thành, hiện tại là bắt đầu hình thành nụ dần rồi, cô chú anh chị thấy là thắt ngọn và lên mầm gốc rồi mà. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam. Cái dòng hỏa hoàng cam với cái sắc hoa cam rửa lửa rực rỡ với những chùm hoa vươn thẳng đứng và sắc hoa cam lửa rất là đẹp. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg bởi vì cái cây giống hỏa hoàng cam này nó không phải là cây lớn lắm. Nên là với 0,2 thì cô chú anh chị thoải mái có những cái dòng hỏa hoàng cam rất là đẹp để sưu tầm rồi. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đây là cái dòng lan phi điệp vàng. Hạc vĩ bắc hay còn gọi là phi điệp hồng ấy ạ. Cái dòng hàng này thì hoa rất là sai, với dòng hạc vĩ bắc thì hoa nó sẽ cánh hồng rất là xinh. Em bán cái phi điệp này với giá cái hạc vĩ này với giá là 180 cho 1 kg thôi. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hạc vĩ, dòng này gọi là hoàng thảo ý ngọc ạ. Hoa trắng nuột nà luôn, bình thường giá 170-180. Hàng hôm nay thì em chỉ bán với giá có 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài dâu xanh. Hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là đang những cái mầm gốc, mầm tơ đang lên như thế này. Nên là đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép sưu tầm những cây lan hài dâu xanh với những chùm hoa cây bông hoa mang hình dáng như những chiếc hài lớn và chòm dâu rủ xuống rất là độc đáo và đẹp luôn. Em bán hài dâu xanh với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi. Mà sang bên này đây sẽ là em có đây là cái dòng nhất điểm hồng ạ. Dòng nhất điểm hồng hoa trắng nuột nà, bông hoa to và cái họng điểm một xíu hồng thôi, rất là xinh luôn. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Hoàng thảo môi tua xanh mướt luôn hay còn có tên là hoàng long vĩ với hoa cánh sáp vàng bóng và môi tua độc đáo, 130.000 cho 1 kg. Em có hai lô dáng hương đuôi sắp rất là xinh. Một lô như vậy thì đủ của chú anh chị làm một trụ hay một chậu hay là rất là đẹp rồi, với giá chỉ có 40.000 cho một phần thôi. Bên này đây sẽ là em có một cái phần này là phần
dáng hương bạch nhạn, hoa màu trắng nhá, hương thơm rất là quyến rũ luôn đấy ạ. Một cái lô như thế này chắc khoảng tầm chục cây gì đó, em bán với giá chỉ có 40.000 thôi ạ. À đâu, có ba, à, có cái lô này thì em bán với giá là 35.000 thôi cô chú anh chị nhá, 35.000. À, tiếp sau bên này đây sẽ là cái dòng lan Hoàng Phi Hạc ạ. À, cô chú anh chị nhìn cho em cái thân căng mướt quá là đẹp luôn đúng không ạ? Hàng này thì cũng gần như là chịu nắng 100% này. Thân bây giờ đã đứng ngọn và thắt hết ngọn rồi. Thậm chí có những cái thân đã bắt đầu là xuống lá để chuẩn bị tích dưỡng chất để chờ hoa xuân rồi đấy ạ. Hoa rất là bền và bông hoa cực kỳ là sắc nét. Đấy, cô chú anh chị nhìn thân lá rất là đẹp luôn. À, em bán có 120.000 cho 1kg thôi ạ. Bên này thì em có một cái lô dáng hương đuôi chồn này. Cái lô dáng hương đuôi chồn này chắc khoảng tầm 7-8 cây gì đó. Em bán nốt với giá là 40.000 cho cái lô dáng hương đuôi chồn này. Đấy, 7-8 cây nhưng mà cây nó không có lớn lắm đâu nên là còn cái chỗ này em bán nốt nhé. Rồi ạ, và tiếp theo đây thì một cái loại lan rất là đẹp mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là dòng lan hoa Tết. Cái dòng lan mà hoa cực kỳ là trang nhã và đẹp luôn. Đó là dòng lan phụng bào lá biên cô chú anh chị nhé. Phụng bào lá biên với cái sắc hoa màu xanh cốm này. Dòng này thì sa hoa sẽ nở Tết ạ, cái bông hoa của nó có cái vẻ đẹp rất là thanh tao đúng không ạ? À, một cái chậu phụng bào lá biên như vậy, cô chú anh chị nhìn cho em là những cái chậu mà cây đã thuần chậu và rất là khỏe cây, đảm bảo cho cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa tuyệt vời nhất trong cái xuân tới cũng như Tết tới này, cái dòng lan này ạ. Và một cái chậu phụng bào lá biên hay còn gọi là lá phát tài này, em xin phép được bán với giá chỉ có 140 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 140 cho một chậu thôi ạ. Nó thực sự rất là tuyệt vời, rất là khỏe cây và đẹp. Còn sang bên này đây sẽ là những cái cây chậu kiếm tiên vũ hàng rừng. Đều là những cái cây đã trưởng thành và một chậu thì rất là nhiều thân bự, chảng và đẹp như thế này. Những cái vòi hoa kiếm tiên vũ rừng, cái bông hoa với cảm nhận của em thì là đó là những cái bông hoa khá là xinh đẹp với sắc hoa vàng, cốm và cái họng đỏ, cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, cái mùi hương thơm thì dịu dịu cũng rất là thích ạ. À, cái cần hoa của nó rất là dài. Đây là cái cây lan mà nó nở chưa đúng mùa, tức là cái giò này thì nếu mà trồng chăm được đẹp thì nó có thể cho rất là nhiều những cần hoa dài tuyệt vời rủ xuống rất là đẹp như thế này nhá. Thì một cái chậu như thế này ạ, cây trưởng thành và cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới thôi. Thì em bán với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một chậu thôi ạ. Rất là đẹp luôn, xanh mướt cực kỳ là đẹp như thế này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu. Đai châu màu hồng gấm, một cái loại lan mà được lai tạo giống từ cái mặt bông của đai châu với một cái dòng lan khác, tạo ra cái mặt bông mà rất là đẹp xuất sắc như thế này mà hoa cực kỳ là thơm nhá cô chú anh chị nhá. Mặt bông rất là đẹp mà hoa rất là thơm. Và nó không chỉ đẹp về sắc hoa đúng không ạ, và kể cả cái cây của nó cũng rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Một cây rất là to, nó sẽ rơi vào 8 cặp lá, cây lá cân đối hai bên, lá dày cộp rất là đẹp như thế này. Em bán với giá chỉ có 210.000 cho một chậu thôi. Một cái dòng lan em nghĩ là rất là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức, đáng chiêm ngưỡng. Còn bên này sẽ là những cái cây đai châu. Đây là những cái cây đai châu màu đỏ sắc pháo cô chú anh chị nhá. Em nghĩ rằng đây là màu đỏ sắc pháo là một trong những mặt bông mà rất là đẹp, để mà rất là phù hợp để cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết đúng không ạ? Những cây như vậy là bản lá mít và lá kẻ gân rất là đẹp luôn. Với giá em bán là 220.000 cho một chậu và cây sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị ạ. Ít nhất là 4 cặp lá đủ cô chú anh chị có thể có cho giò lan đẹp từ thân lá đến hoa. Khá là hoàn hảo để cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết luôn, hoặc là có thể làm quà tặng rất là tuyệt vời ạ. Và hôm nay thì bên em lại cập bến một cái lô địa lan quân tử nhá. Một cái dòng địa lan mà nghe cái tên thôi thì cô chú anh chị cũng đã có thể biết được một cái phần nào đấy về cái ý nghĩa phong thủy của cái dòng lan quân tử này rồi. Nó mang một cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời ạ. Ngoài ra, ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời của nó ấy, thì cái dòng lan quân tử này nó cũng có một cái ý nghĩa rất là thực tế luôn. Đây là những cái chậu mà size rất là lớn rồi cô chú anh chị nhá. Lan quân tử lá nhăn ạ. Và một cái chậu như thế này thì khá là nhiều cặp lá đấy ạ. Đấy, khá là nhiều cặp lá của chú anh chị này. Đấy, nói chung là cái cây á, thì nó nhiều lá như thế này thì không thể nào mà từng lá một nó hoàn hảo được hết thôi đâu cô chú anh chị nhá. Ví dụ như nó có thể chầy xước một chút xíu thì cô chú anh chị cũng mình cũng hết sức là thông cảm. Bởi vì là nó nhiều lá như thế này để mà nhìn từng lá một gọi là đẹp từng tí một thì rất là khó đúng không ạ?
nó cũng được ở cái mức độ là tương đối thôi. Và cái lô này thì cô chú anh chị có thể ngắm cho em, nó rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là thực tế, đó là nó có thể giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại này, những cái tia sóng từ những cái tia sóng điện tử từ điện thoại hay là từ tivi, tạo ra cái môi trường phải nói là rất là sạch, rất là tuyệt vời. Cho gia đình của mình. Những cây này là nó sẽ phù hợp để mà cô chú anh chị trồng trong nhà nhé, trồng trong nhà, và nó sẽ giúp loại bỏ khí độc hại, những cái tia sóng điện tử đấy, tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời cho gia đình, để trong nhà, trong phòng khách hay trong phòng làm việc thì cực kỳ là hợp lý luôn ạ. Và một cái chậu như vậy thì em chỉ bán có 70.000 cho một chậu thôi. Đấy, 70.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 3 chậu em để với giá có 200.000 nhá. 3 chậu là 200.000. Và hiện tại thì em thấy là nhiều nơi người ta bán ít nhất rẻ nhất cũng là bao nhiêu ạ? 85.000 đến 100.000, và 3 cây thì cũng hơn 200.000. Đó. Thì ở đây thì 3 cây em bán có 200.000 thôi. Đó, 3 cây 200.000 thôi, một cây thì sẽ là 70.000, và size lớn của chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có những cái chậu lan kiếm đỏ. Đây là những cái cây kiếm đỏ hàng Thái nhá, của chú anh chị nhá. Dòng Thái, kiếm đỏ Thái thì riêng dòng kiếm của Thái ấy, thì bao giờ nó cũng là cái dòng lan mà vừa cần hoa vừa dài mà lại vừa có hương thơm nhá. Một cái chậu rất là to, nhiều giả hành và trưởng thành đẹp như thế này. Đã, chậu nào cũng như chậu nào thôi cô chú anh chị nhá. Đây là cái mặt bông của dòng kiếm đỏ, cô chú anh chị có thể thấy đấy ạ, cái cần hoa của nó đều rất là dài như thế này này. Và đặc biệt là đều có hương thơm cho ai yêu mến cái sắc hoa đỏ, sắc hoa màu đỏ đấy ạ. Và một cái chậu kiếm đỏ như vậy em bán có 90.000 cho một chậu thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây nhạn, những cái cây nhạn. Đây là những cái cây nhạn 4N cô chú anh chị nhá. Là những cây nhạn 4N. Nhạn 4N này thì có thể thỏa mãn đam mê cho cô chú anh chị đối với cái dòng dáng hương hoàng nhạn, bởi vì cái dòng nhạn rừng ấy thì đa phần khi mà cô chú anh chị sở hữu nó thì cây nó sẽ không thể nào mà lớn như là cái ý muốn của cô chú anh chị được. Nhưng mà riêng dòng nhạn 4N này này, cô chú anh chị về chăm nó sẽ được những cây phải nói là nó rất là tuyệt vời, nó sẽ rất là to và rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, cần hoa của nó mỗi cây có thể cho vài cái chùm hoa rất là rực rỡ, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, về càng chăm thì nó sẽ càng cao lớn và đẹp xuất sắc cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan 4N, một cái bảng 4N, nhạn 4N như vậy em chỉ bán có 130.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em có những cái chậu này gọi là chậu trầm rồng đỏ ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hàng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Trầm rồng đỏ, một cái dòng lan nổi tiếng chơi hoa Tết ạ. Bình thường hàng bán theo thân đúng không ạ? Ít nhất là 100.000 cho một thân. Còn bây giờ là hàng theo chậu. Mỗi chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là 4 thân ạ. Lá xếp tăm tắp, thân nù, rụt rịt rất là đẹp như thế này. Một giò như vậy với giá chỉ có 140 thôi. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan ngắm đẹp đã mắt ở trong cái thời điểm Tết cũng như là xuân tới này. Đó, bình thường là nở hoa Tết nhưng mà em cũng không cam đoan chắc chắn được, bởi vì cái dòng này thì thực ra là năm nào em cũng bán hàng Tết rồi. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc khí hậu nữa, nhiều khi thời tiết lạnh thì nó có thể nở trịch hoa Tết một chút xíu chẳng hạn như vậy. Đó, nhưng mà đa phần là nó sẽ nở hoa thời điểm Tết. Một cái chậu như thế này, xin nhắc lại giá là chỉ có 140 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có một cái chậu duy nhất, chậu đen đô xuân, thân nú luôn, hiện tại cũng đã đứng hết ngọn và tích dưỡng chất để chuẩn bị chờ hoa Tết rồi. Em bán cái giò này với giá là 80.000 cho cái giò này đi cô chú anh chị nhé. Vừa làm giống vừa được thưởng thức hoa. Sang bên này sẽ là những cái chậu lan cắt lại A, dòng cắt một lá bông đại. Mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Một cái giò như thế này ạ, thì nó sẽ có ít nhất là 5 hướng. Với giá em bán chỉ có 90.000 cho một cái chậu cắt như này thôi. Và hôm nay thì bên em vừa cập bến thêm rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp, những cái giò hàng lan thuần, những cái tác phẩm tuyệt vời, đặc biệt là cái lô chúc Phật bà để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa Tết này. Đó, những cái tác phẩm tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng mà rất là nổi tiếng, đó là dòng dáng hương đuôi cáo trước cô chú anh chị nhé. Cái dáng hương đuôi cáo ạ, em có cái hình này gọi là hình số 1 này. Cái lô đuôi cáo này có tất cả là 15 cây luôn nhá. Cực kỳ là xinh luôn ạ. Chọn lựa từng cây một luôn. Cái hình này em bán có 130.000 thôi, tức là mỗi một cây cáo chưa có đến 10.000 ạ. Hình tiếp theo là cái hình số 2. Hình này có 5 cây cáo khá là lớn và những cây này nhiều cây năm trước đã cho những cần hoa đẹp tuyệt vời ạ. Em bán cái hình này thì với giá là 140.000. Và cái hình này thì em cũng xin nói là có một cái lá ở đây bị trầy xước ở đây nhá. Nó không có gãy ngọn nhưng mà nó có một cái lá này nó bị dập lá ở đây này.
Đó, nó không phải bị gãy ngọn đâu nhá. Đấy, cái hình này em xin nhắc lại là có 140 thôi ạ. 5 cây cáo to. Và sang hình tiếp theo là hình số 3, hình này cũng là 5 cây cáo to đẹp tuyệt vời. Giá em cũng bán là 140. Và hình số 4. Hình số 4 này cũng là 5 cây cáo to, em bán cái hình này cũng với giá có 140 ạ. Hình số 5, 10 cây cáo nhỡ rất là đẹp, cũng là những cây đã trưởng thành, gọi là hàng thanh niên đấy ạ. Hình này em bán với giá là 130.000 thôi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6, hình này có 8 cây. 8 cây nỡ nhỡ nhỡ thanh niên. Này, thiếu niên đi. Hình này em bán với giá là 130. Và hình tiếp theo là hình số 7. Hình dáng hương đuôi cáo số 7, cái hình này cũng là cái hình gọi là đây ạ, những cây đã cho nụ cho hoa khá nhiều. Cái hình này thì em bán với giá 10 cây, cũng với giá chỉ 130. Tùy cô chú anh chị lựa chọn. Nói chung là cây nào em cũng trong một cái hình thì có nhiều cây như vậy, và cây nào em cũng đã chọn rất là đảm bảo rồi. Hình tiếp theo sẽ là hình số 8, hình này 14 cây, giá chỉ có 120.000 thôi. Và bên này em còn có hai hình quế lan hương duy nhất. Đó, cái dòng coi là hoàng đệ nhất hương ạ. Cái hình này thì có tất cả 6 cây nhé, cô chú anh chị nhé. Còn có những cây đang chuẩn nụ, đang chuẩn bị bung lụa này. Hình này em bán với giá là 180.000. Em có hai hình nốt, em bán nốt thôi. Hình này trước đây em bán 220, hôm nay để giá 180. Sang hình tiếp theo là hình số 10, cái hình này có 4 cây. Bình thường em bán 180, hôm nay em để giá là 150 đi cô chú anh chị. Đó, sưu tầm được một ngay giò quế đẹp rồi ạ. Rồi ạ, sang bên này sẽ là những cái giò hạc vĩ thiên cung được trồng bằng gỗ nhãn cô chú anh chị nhé. Và cái gỗ này ấy thì cô chú anh chị sẽ giữ được rất là lâu. Không mà không phải mình không phải mất công ghép lại, cái gỗ này nó sẽ rất là bền cô chú anh chị nhé. Cái gỗ này thì bản chất nó là sẽ rất là bền này. Cái hạc vĩ thiên cung này thì có những cái giò tác phẩm rất là đẹp luôn. Đây là mặt đông của nó. Khi cô chú anh chị sở hữu những cái giò hạc vĩ thiên cung này, em nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này đấy ạ. Cái dòng lan dễ thuần dễ chăm, mà kể của cô chú anh chị treo bờ rào thôi nó cũng sẽ nở hoa một cách rất là tự nhiên đấy ạ. Đây là cái giò lan của nhà em, là gọi là cái hàng xấu xí mà không bán, em treo bờ rào đấy ạ. Tự nhiên nó vẫn nở hoa rất là đều, rất là sai bông như thế này cô chú anh chị nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, cái dòng hàng ươm ki và mặt bông thì trước đây mặt bông thì nó đẹp xuất sắc như thế này. Mà trước đây đầu tiên em được bán, mấy năm trước đây khi mà lần đầu tiên em được bán hạc vĩ thiên cung, mỗi một thân thôi là 140, và lúc đấy là cái hàng nhập ở Thái về luôn ấy cô chú anh chị, không phải rẻ đâu ạ. Một cái mặt bông rất là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức đấy. Khi cô chú anh chị sở hữu những cái giò này, chắc chắn cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm rất là đẹp cho hoa xuân tới này nhá. Em có hình này coi là gọi là cái hình số 11 này cô chú anh chị này, mười mấy thân luôn ạ. Đây ạ, riêng từ cái ngay cái thân của nó thôi đã có những cái thân đỏ thắm như thế này rồi. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000. Và cái hạc vĩ thiên cung này là hoàn toàn hạc ươm ki chuẩn mặt bông như hình em đã đưa nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 12, cái giò này cũng thân mập nú luôn, em cũng bán 220 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13, cái giò này có thể coi là một cái tác phẩm của chú anh chị ạ. Hình này thì phải mười mấy 20 thân gì đó đấy ạ, rất là xum xuê luôn đúng không ạ. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 270.000 cô chú anh chị nhé, 270.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14 cũng vậy, đó, rất là nhiều thân, mười mấy 20 thân gì đó. Cái giò này em cũng bán 260 thôi. Và cái giò này thì phải nói là một cái giò rất là khủng, rất là đẹp luôn này. Giò này gọi là hình số 15. Và em xin phép được bán với giá là 320.000 cho giò rất là xum xuê, rất là tuyệt vời này nhá. À, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16, cái giò này thì em bán với giá là 220.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 17 này. Đấy, tác phẩm cũng là một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Hình số 17 này em xin phép được bán với giá, thân rất là đẹp đúng không ạ, rất là cực kỳ là xum xuê và nù đẹp luôn. Cái giò này em bán 260.000. Mà sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cái giò này ạ cũng rất là khủng luôn cô chú anh chị nhá. Người ta trồng các cái phía hết để mà tạo ra, gọi là tạo ra một cái tác phẩm ấy cô chú anh chị. Đây gọi là những cái giò lan tác phẩm ấy ạ. Váy giò này thì em xin phép được bán với giá là 290.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25, một cái giò thân rất là khỏe, rất là đẹp luôn, ở đây em bán 250. Hình tiếp theo 20 cái hình này là hình số 19 chứ, 250.000. Và hình tiếp theo 20 ạ. Cái giò này em bán với giá là 250.000 ạ. Và hình số 21 này. Cái giò 21 này em cũng bán là 250.000. Cô chú anh chị nhìn cho em, nó rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 22. Cái giò này em xin phép được bán 270.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình số 23.
Đấy. Sang hình 23 những cái giò này người ta trồng cả các cái phía hết để tạo ra một cái giò lan gọi là khủng và đẹp khi mà nở hoa ấy ạ. Rất là rực rỡ đấy ạ. Hình 32 này em bán là 290.000. Và hình số, à đâu, cái hình này là hình số 23 chứ, 23 290. Và hình 24 260.000 cho giò lan này. Và hình số 25, một giò rất là đẹp luôn. Em bán cái giò này với giá là 280.000. Và sang bên này thì em có hai cái mấy cái lô kiều tím miền Trung nhá. Cây này là bản lá mít rất là đẹp luôn này. À, chỗ này là có hai dề, bản lá to bằng cái bàn tay luôn, tròn vo luôn. Chỗ này hai dề này em bán chỉ có 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cho hai dề này nhá, là cái hình số 26 đấy ạ. Hình 27 một cái dề kiều tím này. Rất là đẹp. Đấy. Cái hình này em bán với giá là 300.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28, chỗ này cũng là hai dề. Đó, bắp ở trên cây về nhá cô chú anh chị nhá. Trèo lên cây để bóc về như thế này. Cái giò này em bán 200.000. Sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm trắng. Đã là trầm thì hoa vô cùng là thơm rồi đúng không ạ? Cái dòng hoàng thảo thì có lẽ là không có loại lan nào nó thơm hơn trầm đâu ạ. Trầm trắng, trầm đỏ hay là trầm rồng đỏ gì đó thì nó đều rất là thơm. À, cái dòng trầm trắng này cho cô chú anh chị nào yêu thích những cái suối hoa trắng một cách thanh khiết đấy ạ. Cái giò này em chỉ bán 140 thôi. Trước đây những cái giò như thế này là như năm ngoái năm kia là phải bán tầm ít nhất là 400. Hiện tại có 140 cho giò này. Hình số 30 cũng rất là nhiều thân đấy ạ. 5-6 thân gì đó em cũng bán. Cái giò này em bán có bao nhiêu ạ? 140 cũng là 140.000. À, hình tiếp theo sẽ là hình số 31 cũng là 140 này. Hình số 32 cũng với giá 140. Hình 33 thì rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp. Hình này em xin phép được bán với giá 150.000. Và hình số 34 em bán với giá là 130.000 ạ. Và hình số 35 em bán với giá là 140.000. Hình 36 đây, giá em bán là 140.000. Và hình số 37 140 trầm trắng nhá. Và hình 38 rất là đẹp luôn này, thân nú luôn, 150.000. Và bên này sẽ em có những cái giò long tu xuân. Cái giò long tu xuân này thì cô chú anh chị có thể ở những nơi ấm áp có thể nở hoa Tết ạ. Cái giò long tu xuân này thì nó có lỗi vài cái ngọn đây. Nên là cái giò này em sẽ bán xả luôn với giá chỉ có 130. Hình tiếp theo hình 40, cái giò này em cũng sẽ bán 140 cái giò này. Và sang bên này sẽ là hình số 41 sẽ là những bảng trầm của chú anh chị nhá. 41 là hình bảng trầm này. Cái trầm tím hàng rừng ạ. Trầm tím chuẩn rừng cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì nó chưa được dài đẹp lắm nhưng mà chắc chắn rằng là cô chú anh chị về trăm một năm đến sang năm là khác hẳn luôn. Cái giò số 41 này em bán với giá là 140.000 thôi ạ. Và hình 42 140.000 và hình 43 130.000. Hình 44 trầm 44 130.000 và hình 45 rất là đẹp luôn 150.000. Và hình 46 130.000. Hình 47 bên kia 150.000. Và hình 48 một cái chậu trầm này là 150.000 nhá. Và sang hình số 49 cũng là chậu trầm này em cũng bán là 150.000. Sang bên này đây sẽ là những cái giò trúc Phật Bà này cô chú anh chị này. Giò trúc Phật Bà. Cái dòng trúc Phật Bà thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Một cái loại lan phải nói là một cái dòng hàng mang tính tâm linh nhá. Cái dòng hàng đẹp từ cái thân lá, từ ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương mà gọi là tạo cái cảm giác ngai ngái, nói chung là rất là dễ chịu luôn, cái ngay từ cái hương của nó, của từ cái thân của nó rồi cô chú anh chị ạ. Cái dòng trúc Phật Bà thì hoa rất là đẹp luôn và đặc biệt là nở hoa Tết mang cái tính tâm linh rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Mấy giò trúc Phật Bà này rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị này. Em gọi là hình 40, hình 64 cô chú anh chị nhá. Hình này gọi là hình 64 đấy ạ. Em bán cái hình này với giá là 270.000 nhá. Cái dòng trúc Phật Bà này thì không phải là dễ thuần đâu cô chú anh chị ạ. Để mà thuần được những chậu như thế này thì người ta cũng đã phải bỏ rất là nhiều công sức và cũng phải bỏ đi rất là nhiều chậu, nhiều giò cô chú anh chị biết rồi. Đây là một cái dòng lan khá là khó thuần. Đó. Đây là hàng thuần sẵn rất là ổn định rồi và giá thể cũng rất là chắc chắn, rất là bền. Đấy, cái giò này em bán với giá chỉ có 270 thôi cô chú anh chị nhá, hình 64. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 65. Đây. Hình số 65 cũng rất là nhiều thân như thế này đấy ạ. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 260.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 66 này. 66 thân rất là đẹp luôn đúng không ạ?
Em bán cái giò này với giá 260.000. Và hình tiếp theo là hình số 67 với giá là 250.000. Hình 68 250.000, cũng rất là nhiều thân đấy ạ. 250.000 cho giò này nhá. Và hình tiếp theo hình số 69 em bán với giá 250.000 đây. Và hình số 70 với giá là 270.000 ạ. 270.000 cho giò 70 này. Sang bên này đây sẽ là những cái mặt bông kiếm va đẹp, được coi là đẹp nhất trong những cái bộ kiếm va mà được nhiều người yêu thích cô chú anh chị ạ. Đây là một cái chậu trắng hạ long, là hình số 51. Cái chậu trắng hạ long khoảng tầm chục thân ạ. Em bán cái giò này với giá là 550.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là một cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng. Cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt bông của vàng cánh bầu Hải Phòng đấy ạ. Vô cùng là tuyệt vời luôn nhá. Cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng này thì em bán bao nhiêu? 3 thân với giá em bán chỉ có 170.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình số 53. Chậu này cũng có 3 thân luôn, cô chú anh chị này, hàng thuần sẵn trong chậu. Em bán có 170.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình số 59. 59 là giò này có 2 thân, cũng là vàng cánh bầu Hải Phòng, 140.000. Này sẽ là cái mặt bông Bình An kiếm, một cái mặt bông phải nói trước đây là thân khoảng tầm 3 triệu nhá cô chú anh chị nhá, mà không có cái hoa để mà sưu tầm luôn. Cái mặt bông Bình An kiếm rất là đẹp này. Với chậu Bình An kiếm này là có tất cả khoảng tầm 4 thân, em bán là 390.000. Không chỉ đẹp mà thân hoa mà còn thân thủ rất là tuyệt vời nữa. Và hình tiếp theo là hình số 56. Cái hình 56 này cũng là Bình An kiếm ạ. Cái chậu Bình An kiếm hình 56 này thì em xin phép được bán với giá là 280.000. Và hình tiếp theo là hình số 57. Hình 57 này đây là một cái chậu, một cái chậu trắng Thái Nguyên. Với chậu trắng Thái Nguyên, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông trắng Thái Nguyên, được coi là một trong những mặt bông có thể nói là xuất sắc nhất trong những cái mặt bông va của cái dòng Thái Nguyên đấy ạ. Chậu trắng Thái Nguyên này có 2, 4, 5 thân với giá 360.000. Và cũng là trắng Thái Nguyên hình 58. Em bán cái chậu này với giá là 280.000 nhé. 280.000 chậu này 4 thân ạ. Và cũng là trắng Thái Nguyên ạ. Trắng Thái Nguyên chậu này thì có 6 thân, em bán 420.000. Và sang hình tiếp theo thì 60 cũng là trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên chậu này có 4 thân và một mầm đang lên. Cái chậu này em bán 280.000. Này đây sẽ là điệp tím của vùng Cao Bằng, một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng hình 61. Cái giá chỉ 120.000 thôi, nổi tiếng là một cái mặt bông rất là đẹp. Trong cái mặt bông trước đây thì khi mà cái mặt bông của cái phi điệp còn đang rất là hot ấy, thì cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng là một trong những mặt bông mà được nhiều người ưa thích nhất, bởi vì với hoa cánh sáp bóng môi tuyết rất là tuyệt vời. Đấy, có chậu 120.000 thôi. Kể cả bây giờ thì hàng nó không còn có giá trị nữa, về cái giá trị, về giá trị, về cái tiền nữa. Nhưng mà cái giá trị về thẩm mỹ thì em nghĩ rằng là không bao giờ hết. Mặt hoa nó rất là đẹp. Đấy, có 120.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình 62. Cái hình này em cũng bán là 140.000 cho hai cái thân rất là mập và đẹp này nhá. Em có một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc duy nhất này thôi ạ, hình 63 ạ. Chuỗi ngọc cũng được coi là một trong những mặt bông rất là rực rỡ, rất là đẹp, bền hoa mà có hương thơm. Cái chậu chuỗi ngọc duy nhất này thôi, bình thường em bán 170.000. Chậu còn lại này, cô chú anh chị nào sưu tầm em bán để dưới giá 150.000. Bên này em có những cái đặc sản của vùng biển Cao Bằng ạ. Em mở cái tủ này thôi đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngát của cái cây, của cái măng mầm này rồi. Cái măng mầm ạ, măng mầm của vùng Cao Bằng, vàng ươm và phơi hoàn toàn dưới nắng, không chất bảo quản luôn, với giá em bán 200.000 trong 1 kg. Bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, trồng ở vùng núi Phia Đén, độ cao trên 1.000 m², quanh năm sương mù bao phủ và thường là mùa đông tuyết rơi, là có vị thơm, vị ngọt rất là đặc trưng. Em bán một cái túi chè như vậy là nửa cân, em bán với giá là 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng đấy ạ. Bên này thì em có cái đây là cái nấm hương rừng. Em bán một túi như vậy là nửa cân, với 8 sâu em bán là 150.000. Bên này quả mắc mật khô với giá 120.000 cho một túi 1 kg. Bên chuối hột khô với giá em bán là 100.000 cho một túi 1 kg nhé. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190.000. Bên này là cái rễ mũ tần với giá 120.000. Nấm ngọc cẩu với giá 150.000. Và hoàng tinh em bán với giá 200.000 cho 1 kg. Này thì em có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông nhá, đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg. Rêu rừng là 50.000 trong 1 kg, giớn vụn
Cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời, em bán với giá là 40.000 cho 1 kg. Và bên này đây thì em có những cái chế phẩm dành cho hoa lan. Atonic là 10.000 cho 1 gói, Duy Xanh 50.000, Duy Đỏ 60.000 và Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 50.000 cho 1 cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ, B1 Thái 40.000 cho 1 lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho 1 lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho 1 lọ. Và bên này thì em có cái Super 2, cái hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho 1 lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho 1 lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho 1 lọ nhé. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng luôn, 35.000 cho 1 cuộn này. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho 1 gói nhé. Một túi 1 kg như vậy với giá là 50.000. Một hộp này 1 kg với giá là 130.000 ạ. Và bên này thì em có kim kim bun đặc trị thối nhũn, em bán với giá là 25.000 cho 1 gói. Và phân bón dạng túi lọc nhé, 35.000 cho một cái hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân khô và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Mấy túi sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh như vậy em bán giá là 35.000 cho một túi. Cái sản phẩm này khi mà cô chú anh chị sử dụng để mà bón cho cây thì cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể này, bón một cách trực tiếp cho cây. Và cái phân này thì đã được nén biên cũng như xử lý rất là kỹ. Khi mà cô chú anh chị bón thì đảm bảo rằng cái phân này nó sẽ không bị mủn ra mà tan trong cái thời gian rất là chậm, tan trong thời gian rất là lâu. Chính vì vậy mà sẽ cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu dài cho cây trồng. Đồng thời cái giá trị dinh dưỡng mà có được trong cái phân bón này thì rất là hoàn hảo để mà cây phát triển. Bởi vì nó không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Và đặc biệt là cái dòng phân trâu thì nó sẽ rất là lành tính. Như những cái dòng phân khác thì em thấy là khi mà bón ý, nó có thể không cẩn thận có thể bị đen đầu rễ. Nhưng mà riêng dòng này cô chú anh chị bón yên tâm luôn, nó rất là lành mà gần như là không bao giờ bị đen đầu rễ luôn, là rất là tiện lợi khi mà cô chú ý chị sử dụng cũng như là rất là sử dụng dễ dàng luôn ạ, ai cũng có thể dùng được. Đấy, cung cấp để cây phát triển rất là tối ưu cô chú ý chị ạ. Có 35.000 cho sản phẩm như vậy. Bên này em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng đấy ạ. Dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán 40.000 nhá. Nó có nhiều, rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay.